Xin chào các bạn đến với trang tin Nhà đất Bắc Ninh tại địa chỉ nhadatbacninh.biz. Lại như thường ngày, hôm nay ngày 29 tháng 8 năm 2021 tôi sẽ cập nhật cho các bạn giá nhà tại khu đô thị Him Lam Green Park Đại Phúc Bắc Ninh. Hiện tại bảng hàng của chúng tôi có các căn nhà tại 16 block của khu đô thị có các mức giá như sau. Trục shop house 5 tầng mặt đường 30m của dự án có các dãy CL3, CL4, CL8, CL9, CL13. CL14 có giá từ 4,5 tỷ đến trên 5 tỷ tùy theo vị trí trên một căn nhà xây thô hoàn thiện mặt ngoài 5 tầng. Trục shop house xây 5 tầng đường nội bộ 18m của dự án từ CL3, CL4, CL8, CL9, CL13, CL14 giá từ 4,05 tỷ đến 4,6 tỷ tùy vị trí thường hay vị trí view vườn hoa. Trục shop house 4 tầng mặt đường 24m view 6 tòa chung cư theo quy hoạch giai đoạn tiếp theo. Đó là các block CL1, CL7, CL11 giá chỉ từ 4,9 tỷ đến 5,4 tỷ tùy vị trí. Trục shop house 4 tầng trục đường nội bộ 18m của các block CL1, CL7, CL11 giá chỉ từ 4,3 tỷ đến 4,7 tỷ tùy vị trí thường hay vị trí view vườn hoa. Các block CL2, CL5, CL12, CL15 đường nội bộ 18m giá từ 3,7 tỷ đến 4,5 tỷ tùy từng vị trí. Các block CL6, CL10, CL16 giá chỉ từ 3,6 tỷ tùy vị trí view vườn hoa hoặc hướng đông nam view sông Tào Khê sẽ cao hơn. Lưu ý tất cả các căn đều xây thô, hoàn thiện mặt ngoài, diện tích 75m², mặt tiền 5m, tổng diện tích xây dựng căn 4 tầng là 344m², căn 5 tầng là 400m².